Ok, xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng mọi người quay trở lại với Quay Viên TV. Thì ngày hôm nay mình lại làm một clip nữa về một con chuột, về con rat. Thì gần đây mình cũng đẩy mạnh rat khá nhiều vì năm nay năm Canh Tí mà. Nói chung là mình cũng muốn mọi người biết đến cái thú chơi này mới này. Và nói chung là cái này mình cảm thấy rất là ok đối với những nhà nào mà thích nuôi động vật nhưng mà không có đủ diện tích hay là không có thời gian chăm hay cái gì đấy. Thì các bạn chơi chuột này là quá chuẩn luôn, bởi vì là nó rất là sạch sẽ, nó rất là thông minh và các bạn có thể huấn luyện được và gọi tên chạy ra thoải mái đó. Thì rất là nhiều bạn thắc mắc là khi mà con chuột này chơi với mèo sẽ như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ làm clip cho mình sẽ cho hai con chuột chơi với cả hai con mèo nhà mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy con chuột ra nhá. Đó, đây chúng ta đây có hai con chuột. Thì đây là con Blade, Bearback và Odd Eye. Đây là tên của nó, nói chung là tên nó rất là dài. Thì hôm trước mình cũng đã quay clip cho các bạn xem là con này tắm rồi, thì sạch sẽ rồi. Nhưng mà con này, con đen này thì chưa tắm. Con đen này thì nó là Black Iris, vì lông nó có ngực màu trắng này. Đây là Iris Iris. Đó. Thì con đen này thì chưa tắm nên là cũng hơi hôi, nhưng mà bây giờ mình sẽ phải cho nó tắm đá xong rồi mới cho chơi với hai con mèo nhá. Đấy, mình sẽ cho một con hai con mắt này và con đen này chơi với hai con mèo nhà mình. Ok. Đây tôi đã quay trở lại rồi đây, vừa mới tắm cho con đen này xong. Ủa, con đen này xịn vãi, nó còn tự tắm được luôn, nó thích nước rồi. Rồi nó tự trải chuốt cho nó luôn, xịn vãi luôn. Đó, bây giờ mình sẽ cho nó hai chân với hai con này nhá. Rồi các bạn ơi, đây là cái góc nuôi mèo của mình. Thì đợt trước là trong cái chuồng này có hai con Skin và ngoài này có một cái Cachi. Mình sẽ nuôi và mình để con Moon là mèo anh lông dài ở ngoài này. Nên đợt rồi con Moon này đẻ ngoài mình thích nó ấy, bởi vì là nó sẽ ảnh hưởng đến các con vật khác và nó hay đi ỉa đánh đái bậy ở túi bóng nữa. Con này cũng sở thích như thế, đấy là gì. Ngày trước là rất là ngoan nhưng mà ở đấy ở hai con mèo đen khác hư hư ra nó học theo sao ấy. Để xích vào thì nó lại đi, nó bị mắc vào kẹp vào nên nó không được ra đến trong nhà vệ sinh của nó, thế là nó lại ỉa ra luôn cái võng của cái Cachi. Trời ơi, mình dọn mấy ngày liền mình mệt lắm rồi, nên là mình đã mang cái Cachi ra ngoài để rửa sạch và phơi cho nó khô. Và mình đã để nhốt tạm con mèo con Moon vào đây. Đợt tới nếu mà có thời gian và có điều kiện thì mình sẽ xây một cái chuồng lưới cho hai con mèo này, dài rộng cao khoảng tầm 2m x 2m x 2m, thì chắc là đủ để cho nó có thể leo trèo và nhảy nhót. Đó, cố trời nhé, tập đầu tiên tao làm lồng cho mày. Thì bây giờ mình sẽ cho cái lồng này ra ngoài và cho mèo và chuột vào góc này để cho nó chơi với nhau. À hay là trước tiên mình cứ thể cho con chuột vào trong này để cho nó làm quen với mèo trước đã. Thì mình cho chuột vào trong lồng mèo nhá. Moon, Moon, Moon. Đấy, ở đây có một con màu đen trông như Moon. Đấy. Đây mình sẽ cho con đen này vào. Nó chơi với Moon. À từ từ đã. Để bỏ cái cát chi ra ngoài, bỏ cái thùng cát ra ngoài. Đối với bạn nào không biết thì một con Moon này bắt chuột rất là giỏi. Lần trước mình nuôi ở trong nhà, mình mang chuột về nhà và để sổng chuột bạch ra nhà ấy, mang chuột về nhà để cho chăn ăn ấy, thì con Moon đã bắt lại chuột, bắt tất cả các con chuột bị sổng luôn. Và lần trước có vài con chuột nó bị sổng ở trên này, con Moon đã giết chết luôn đấy.
Nhưng con tuổi nó khá là to các bạn ạ, cho nên là Moon đang nghịch nghịch thôi. Ok, mình sẽ thả cái con này vào, xem phản ứng bọn này như thế nào. À, vào đây. Các bạn, lần tới mà tôi làm được cái chuồng to đùng cho hai con mèo này thì tôi sẽ lấy lại cái chuồng này và tôi sẽ dùng để nuôi những con rat đực to ở chung một chuồng này. Cái con rat, con chuồng giống của tôi ấy, và ba tầng luôn đấy. Mà con đèn đen lên trên này cho mình trên này nhìn thấy rõ các bạn. Lên đây, lên đây. Đây à. Đây. Con đen này thì ít được ra ngoài nhưng mà nó hơi nhát các bạn. Mun. Thế này này. Mun. Mun chơi đây. Bây giờ bỏ chuột nó mèo ra ngoài này xem như nào. Con vào đi, vào đi, chú tí cho mày ra nhé. Mun. Ây da. Đây, đây là bạn Mun và bạn... bạn Mun không có chơi với bạn chuột à? Mắt Mun lại. Đây, mắt. Không. Đây, bạn chuột là bạn Mun. Đùa thôi mà. Đây là một tổ hợp những cái con mà không liên quan đến nhau. Cái giọng đấy rồi. Lại cắn chiếc phát một mũi. Mun. Mun ơi. Cái bạn mới cho Mun. Đây Mun làm đây, làm đây. Các bạn lên nhé. Đây lên nhé. Mun, làm đây. Làm đi Mun. Ngoan nào. Mun rất thích đi chơi các bạn, bởi vì gần đây nó không được đi chơi. Hai con mèo này thả ra nó rất thích đi chơi. Các bạn có thể thấy là rat rất là hiền lành và thân thiện, và chung là nó không chủ động tấn công bất kỳ con gì cả. Rất nói chung là mình không chưa gặp cái trường hợp đấy bao giờ luôn ấy. Có thể là có nhưng mà mình chưa gặp cái đấy bao giờ. Và các bạn không phải lo về cái vấn đề đánh nhau hay gì cả. Mèo gặp mấy con rat to như này thì nó cũng hơi ngán rồi, nó cũng không muốn đánh nhau, nó không phù hợp để đánh nhau cơ. Nó chỉ người lạ lạ thôi. Cho nên các bạn không cần phải lo về vấn đề là nhà có mèo hay gì đấy. Nhà con mèo thì các bạn nên nuôi con bọn chuột này trong lòng, nhất là con chuột bé các bạn mới lấy về ấy. Nói chung là đừng phải tiếp xúc mèo, vì chuột bé thì mà gặp mèo mà thích bắt chuột thì kiểu gì chuột bé cũng chết. Thế nên là các bạn nuôi riêng, đừng để cho gặp nhau, lúc to to thì các bạn có thể cho nó gặp nhau được. Đấy, chuột sang tầm này rồi thì chả sợ mèo luôn. Bình thường bọn tớ lúc này cũng hay ăn chuột, nhưng mà gặp con chuột sai này thì nó chịu chết luôn. Cho các bạn này chơi với một người bạn mới nữa. Rồi. Nhiều bạn đấy. Xin nha. Đây là khi mà con chuột gặp các con vật khác thì nó sẽ như thế nào. Nhưng mà rất là hiền lành luôn, nó không làm gì cả các bạn ạ. Và có thể nó đang sợ nha, nó đang có dấu ở chỗ này. Bây giờ bọn này mình cũng ít chơi với nó ấy, cho nên là nó cũng không ra ngoài mấy. Thế là nó cũng không tiếp xúc gì với con khác mấy, nên nó cũng hơi sợ. Con này thì khá là già rồi. Mặc dù nó không to hẳn thôi nhưng mà nó khá là già rồi. Nên là nó cũng chậm chạp một chút. Đó. Để tai Dumbo này, tai to vãi. Em rùa chạy đi rồi. Nó cứ đang rùa đi. Nhảy nó nhảy.
Bình thường con đấy thì mình, các bạn đã nhìn thấy là con ếch này nó hay ăn thịt chuột, mình hay cho ăn chuột. Nhưng mà tầm này thì đố con ếch làm ăn luôn. Các hàng nào? Các bạn nào? Các bạn nào? Sợi. Xin luôn. Thực ra còn lại nhà mình cũng còn khá nhiều con, như kiểu rùa cá sấu này, với cả chăn, với cả ghẹ, với cả lò gò này, cho nên là, nhưng mà ôi, con định cắn này. Không phải là nó định nghỉ, nó định cắn nên nó tưởng ăn được ấy, nhưng nó không lao vào hồ vật để tấn công. Và cất lại nha. Từ từ đã. Ngoài ra nhà mình còn kỳ đà với cả chăn ấy, và kỳ đà khả năng là mang kỳ đà ra đây thì hai con BD này sợ nên mình không mang ra. Thì các bạn đã thấy là mình đã cho các bạn xem khi mà con chuột gặp các vật nuôi khác trong nhà thì sẽ diễn như thế nào. Nhưng mà nó rất là hiền lành, nó không tấn công nhau. Cái đấy là cái mấu chốt, cái đấy là cái ổn nhất. Đó, cho nên là các bạn có thể thoải mái mà nuôi rác mà không sợ nó xung đột gì với các con vật nuôi khác trong nhà. Ok. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những clip sau nha. Chào tạm biệt. Nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của tôi nha, để đón chờ những clip mới và... Ui, con này đi! Để đón chờ những clip mới và mình sẽ... Đợt tới mình sẽ cố gắng làm các cái rap trick, có nghĩa là làm các cái trò với cả con rap để... hướng dẫn cho các bạn xem là làm rap trick như thế nào. Ok, và bây giờ thì tạm biệt.